tên là Đỗ Hoàng Vi. Dạ, hiện tại là em đang mắc bệnh lupus ban đỏ, nó phá qua suy thượng mạn giai đoạn cuối. Em phát hiện bệnh sau khi em tốt nghiệp cấp 3. Hiện tại là em phải chạy thận một tuần 3 lần. Lúc đầu chạy thận là nó đi không được, mẹ phải đuổi, nói chung là mẹ giờ đi nuôi với lại bà ngoại đi nuôi. Còn về sau thì đi được. Khi xuất viện về là nó qua bên gan, khâu gan nằm khi về người phù lên tới 80 mấy ký. Bây giờ thì teo còn có 30 mấy ký. Cái lúc đó em tuyệt vọng lắm. Em không dám nhìn mình trước gương nữa. Biết người ngộm thì to đùng, xong rồi tóc tai rụng hết sạch. Những cái gì mà Vi đang trải qua thì nó thật sự là nó rất là quá với một cô gái 21 tuổi như vậy. Tại sao mà bạn bè mình cùng trang lứa với mình mà mình lại khổ như vậy, mình lại xui xẻo đến như vậy? Tết này nọ là người ta đi chơi còn em cũng phải đi bệnh viện. Mùng 1 Tết không có biết mùng 1 hay mùng 2 gì, em cũng phải đi lên bệnh viện để đi lọc máu. Lúc đó em cảm thấy tủi thân lắm. Lúc đó nó đêm nằm cái bình thần nó không bao giờ nằm ngủ được. Nó ngủ ngồi như cái ghế, như ngồi suốt. Ngủ ngồi với lại nằm ngửa, nằm xuống rồi nó thở không được. Nhiều lần em cũng nghĩ là thôi, mình chết đi cho mẹ mình đỡ mệt. Tại vì em thấy mấy mẹ em cực quá. Hai em nhỏ của em, nhiều lúc em đi bệnh viện á, ở nhà em của em kêu chị Vi ơi, chị đừng chết nha. Có mấy lần em bị co giật trong bệnh viện, em sợ lắm. Em sợ là mình chết đột ngột mà mình không có nói gì với mẹ. Thí dụ như mình mất tiền không kiếm được, nhưng còn mình thì mình không gánh được, đau lắm. Ước mơ hiện tại của em là em muốn em được, em có cơ hội được thay ghép thận để được sống tiếp. Hy vọng là sau chương trình thì bé Vi sẽ có nhiều cơ hội hơn để thay đổi số phận của mình, cũng như là tiếp tục ước mơ và hải bão của một cô gái 21 tuổi. Và em sẽ hát cho ước mơ của bé Vi để em có thể có thêm nhiều sức mạnh chiến thắng căn bệnh này. Rồi sẽ phai màu, thế giới ơi hãy thấy
còn không hơi chiếc áo xanh với mộng mơ xưa. Mẹ ơi xin giữ áo xanh bên mộng xưa thấm lành, ôi áo xanh như đời, như áo xanh hôm nào. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Áo Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh với phần thể hiện của bạn Kim Thạch. Và ngày hôm nay thì anh thấy rằng Vi cũng đang có mặt tại đây. Xin mời Vi và cô lên sân khấu cùng với anh nha. Chào Vi, chào cô ạ. Chị hỏi một tí xíu nha Vi, hiện tại sức khỏe em như thế nào? Em có cảm thấy nó đau nhất gì trong người không? Dạ có ạ. Giờ em đang bị tràn dịch màng phổi nên cơ thể xương bên hông của em đêm nào nó cũng đau hết. Em không có ngủ nằm được, nằm là em không thở được. Lọc máu em còn phải chữa trị thêm một cách nào khác nữa không? Dạ thì có chọc màng phổi nhưng mà em vừa chọc một bên rồi chắc không có được chọc nữa. Bây giờ muốn mà chữa trị dứt điểm luôn là chỉ có thay thận thôi đúng không em? Dạ vâng. Và chi phí thay thận được cả mấy trăm triệu. Dạ. Hiện tại thì là mẹ làm kinh tế chính hả cô? Dạ mẹ là người làm kinh tế chính, làm công nhân ạ. Dạ, vậy hàng ngày cái đồng lương mình nó có đủ trang trải cho cuộc sống không cô? Dạ đủ ạ, nhưng mà cái tiền thay thận thì không có khả năng ạ. Còn Hoàng Vy, anh thấy là em có bán hàng online trên mạng nữa, vậy thì cái công việc đó bây giờ vẫn đang tiếp tục hay như thế nào và cái thu nhập từ cái công việc đó có được không em? Dạ thì dạo này em bán hơi ế. Ế hơn hồi chưa bệnh em bán hàng được lắm. Từ khi bệnh hình như là em mất tương tác xong rồi bán không được. Chỉ đủ tiền lặt vặt, toàn bán được có mấy bill à. Hãy cố gắng lên con, vững tâm trong cuộc sống. Chú sẽ gửi cho ủng hộ con 10 triệu để con cố gắng vượt qua con nha. Con cảm ơn chú. Chị Trâm gửi tặng em 5 triệu. Dạ em cảm ơn chị. Anh Nghĩa cũng sẽ gửi tặng em 3 triệu nha. Em cảm ơn anh Nghĩa. Anh sẽ gửi em 3 triệu nha.